Tớ là Hoa Hoa, siêu tay súng cao su đây. Các cậu có muốn cùng chơi súng cao su không? Mình sẽ chơi súng cao su với Hoa Hoa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắn súng ống này. Yeah. Tiếp theo mình sẽ bắn một cái xe. Yeah, đúng rồi. Các bạn thấy mình bắn giỏi không? Bắn mặt nhiệt này luôn nha. Không, nhìn đã bay mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ nhắm tới cái gì đây? À, cái tóc. Yeah, mình là tay thiện xạ luôn đó. Mình bắn con thú bông này. Ôi không, cây súng cao su nhỏ bé của tớ bị hỏng rồi. Tớ sẽ lấy một đoạn dây bện để sửa nó. Ta là thợ lành nghề, ta có thể sửa mọi thứ. Súng cao su dây bệnh sửa xong rồi nè. Thử lại lần nữa nào. Quá. Qua qua. Khi khi. Súng cao su của tớ hỏng rồi, tớ không bắn được xa nữa. Để tớ xem. Đó là do cậu đã dùng sai dây. Sai dây ư? Vậy tớ nên dùng loại dây nào? Hãy đến phòng thí nghiệm ma thuật và cùng nhau khám phá nhé. Tụi mình hãy cùng luyện tay và não nhé. Chúng mình cùng làm đi. Cùng đi đến phòng thí nghiệm nào. Hãy dùng những sợi dây khác nhau để làm súng cao su. Và xem súng cao su nào có thể bắn xa nhất. Súng cao su duy băng. Súng cao su dây thun. Súng cao su dây bện. Kéo dây và xem cậu bắn được quả bóng. Súng cao su duy băng. Súng cao su dây bện. Súng cao su dây thun. Cậu đã nhận ra chưa? Súng cao su nào bắn xa nhất? Cậu hiểu ra rồi đấy. Súng cao su dây thun có thể bắn rất xa. Súng cao su dây thun có thể bắn quả bóng giấy nhỏ đi xa hơn. Đó là do tính đàn hồi. Khi chúng ta tác dụng lực, dây thun sẽ giãn ra. Khi thả tay, nó sẽ co ngắn lại. Thì ra tính đàn hồi là vậy. Đúng rồi. Có rất nhiều thứ có tính đàn hồi ngoài dây thun đấy nhé. Những thứ có tính đàn hồi khác là gì vậy? Hãy cùng khám phá nào. Tớ muốn biết những thứ này có đàn hồi hay không. Lò xo. Bóng bay. Bọt biển. Cầu sắt. Khối vuông. Dây bện. Dây thun. Đất nặng. Tụi mình làm một thí nghiệm nhé. Nhấn vào và xem cái nào đàn hồi hơn nha. Miếng bọt biển khá đàn hồi. Đất đặn kém đàn hồi. Nhấn xuống đi. Khối vuông kém đàn hồi. Lò xo khá đàn hồi. Nhấn xuống đi. Quả bóng cao su rất đàn hồi. Quả cầu sắt đàn hồi rất kém. Kéo nó đi. Dây thun đàn hồi rất tốt. Dây bện đàn hồi rất kém. Thí nghiệm xong rồi đấy. Qua qua, cậu có phát hiện ra điều gì không? Dây thun, lò xo, bọt biển, bóng bay, mấy thứ này rất đàn hồi. Có rất nhiều vật dụng trong cuộc sống làm từ chất liệu có tính đàn hồi. Hãy cùng xem nhé. Cậu đã tìm được vật gì có tính đàn hồi rồi? Tất co giãn có thể dễ dàng kéo dài. Dùng chun quần để thắt lưng quần. Con ngựa nhún cực đàn hồi.
Nhảy nhót trên giường lò xo. Khi khi. Và cả cái này nữa. Súng cao su dây thun có thể bắn quả bóng giấy nhỏ đi rất xa. Các bạn nhỏ ơi, cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ có tính đàn hồi. Các em có thể cùng tìm hiểu với bố mẹ nhé.